Xin chào quý nhà đầu tư của VN Direct. Xin chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư của VN Direct đến với chương trình nhịp đập thị trường ngày 3 tháng 11 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên của phòng phân tích đầu tư, tư vấn đầu tư ở VN Direct, và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là có anh Nguyễn Văn Linh, là chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư ở VN Direct, sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi về diễn biến thị trường ngày hôm nay, cũng như là xu hướng ngành và xu hướng của một số cổ phiếu. Trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu về khóa học E-Trade, là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch, tìm kiếm cơ hội, có hiệu suất đầu tư lớn ở trên thị trường. Chúng ta có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi tham gia khóa học. Thì em xin phép được để đường link tham gia khóa học ở phần chat. Các anh chị có thể truy cập vào The Academy của VN Direct, theacademy.vndirect.com.vn để có thể tìm hiểu thêm về khóa học này ạ. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là về diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia. Và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp và trả lời về các cơ hội đầu tư, cũng như là những thắc mắc câu hỏi của các anh chị ạ. Thì em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của hôm nay với nhận định về diễn biến của thị trường. Thì như chúng ta có thể thấy, phiên hôm nay là một phiên giảm điểm khá là sốc của VN Index. Chúng ta có thể thấy ở đây, ở biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy là 9 giờ sáng là thị trường hôm nay đã tạo gap, lập đỉnh mới ở mức 1.463 điểm, mức kỷ lục của index. Nhưng sau đấy thì đà giảm bắt đầu diễn ra từ 10 giờ. Chúng ta có thể thấy là index giảm đến 17 điểm, có đến lúc là đã về đến mốc 1.440, là gần về ngưỡng hỗ trợ của index. Nhưng sau đấy thì sau 11 giờ là diễn biến thị trường có khả quan hơn, khi bắt đầu tăng trở lại. Và đến 2 giờ chiều cuối phiên thì index của chúng ta là giảm từ 1.454 xuống còn về 1.444 kết thúc phiên, với khối lượng khá là mạnh. Phiên hôm nay cũng là một phiên thanh khoản rất là lớn của index. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ ngày thì chúng ta có thể thấy là hôm nay là xác định là thị trường vừa lập đỉnh mới và cũng có lượng thanh khoản kỷ lục 43.000 tỷ cho phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể ở đây, ở trên biểu đồ, thì chúng ta có thể thấy là số lượng cổ phiếu giảm hôm nay rất là mạnh, 328 cổ phiếu, đặc biệt là có đến 64 cổ phiếu sàn trong ngày hôm nay, để cho thấy được cái sự biến động rất là mạnh của chỉ số index. Nhưng điều này chủ yếu là đến từ việc các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ bị chốt lời. Vì sao? Vì chúng ta có thể nhìn sang chỉ số VN30, chỉ số các cổ phiếu vốn hóa lớn, thì chúng ta thấy VN30 hôm nay lại có một phiên tăng điểm rất là tốt, tăng đến 9 điểm, và thanh khoản cũng được cải thiện mạnh lên 15.000 tỷ với 13 mã tăng và 15 dã giảm. Mã giảm để cho thấy được là dòng tiền hôm nay là có diễn biến chuyển vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, rời bỏ khỏi các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào Market Watch của VN Direct thì chúng ta có thể thấy là phiên hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt của các cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu là đã bị gần như là bị bỏ quên trong thời gian vừa rồi. Chúng ta có thể thấy là Techcombank hôm nay là đóng góp đến gần 2 điểm vào cái đà tăng của index, hay là cổ phiếu BIDV đóng góp 1,1 điểm, HD Bank, Vietcombank, Công Thương MB, OCB, STB, hầu hết là các ngân hàng ở trong này ngoại trừ Sabeco. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu nóng, rất nóng trong thời gian vừa rồi như là GVR là đã có phiên giảm điểm rất là mạnh và đóng góp tiêu cực vào index trừ 3 điểm. Ngoài ra là một số các cổ phiếu bất động sản như là Vinhomes, hay là Novaland, hay là KBC, Khang Điền, VIX, DG ở đây để đóng góp tiêu cực vào cái mức giảm điểm của index ngày hôm nay. Thanh khoản hôm nay là chúng ta xác nhận lập một kỷ lục mới. Chúng ta có thể thấy là nếu so sánh với phiên giao dịch hôm trước thì gần như là đã tăng đến 70-80%, để cho thấy được là lượng tiền vào trong phiên hôm nay là rất là lớn. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì sau khi là xác lập cái đỉnh mới ở mức hơn 1.460 trong lúc 9 giờ sáng khi mà thị trường mở cửa tạo gap, thì sau đấy là đà giảm đã diễn ra và chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu giảm điểm là chiếm ưu thế hoàn toàn so với cả nhóm tham chiếu và nhóm tăng điểm trong ngày hôm nay. Các cổ phiếu giảm điểm cuối phiên chiếm đến 65% tổng số cổ phiếu trên thị trường ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ khối ngoại thì hôm nay lại là một phiên mua dòng 300 tỷ của khối ngoại. Chúng ta có thể thấy là khối ngoại đã mua dòng đến 266 tỷ cho Hòa Phát. Ngoài ra thì mua dòng 56 tỷ cho Vinhomes và 14 tỷ, cũng như là cho HD Bank và 4 tỷ cho Vietcombank. Ở chiều ngược lại thì Vinamilk bị bán dòng khá là nhiều, 41 tỷ. Ngoài ra thì Hoa Sen bị bán dòng 83 tỷ. Một số cổ phiếu khác bị bán dòng như là Masan, Đất Xanh hay là TP Bank bị bán dòng khá là nhiều.
quay lại với cả VN30, diễn biến VN30 thì như em có nói là phiên hôm nay lại là một phiên tăng điểm tốt của VN30. Chúng ta có nhìn thấy là thanh khoản ở đây là được cải thiện khá là nhiều so với cả các phiên hôm trước, để cho thấy là cái sự dịch chuyển dòng tiền là đang có dấu hiệu trong phiên ngày hôm nay là có dấu hiệu là quay về với cả các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể nếu chúng ta nhìn vào diễn biến của đồ thị 1 giờ ở ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN30 là đang chạm về cái mức kháng cự quanh mức 1530 ở trên này, với thanh khoản được cải thiện khá là nhiều. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào diễn biến của các nhóm ngành ở trong VN30 thì thứ nhất là nhóm ngân hàng. Thì như em cũng đã nói, hôm nay là một phiên dòng tiền chảy vào nhóm ngân hàng rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy một số cổ phiếu như là HD Bank là tăng đến 62%, đã có lúc là đến chạm trần trong ngày hôm nay, đóng cửa ở 27.2. Các cổ phiếu khác như là Sacombank, Techcombank hay là BIDV, MB, VP là đều có mức tăng rất là tốt trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai ở trên VN30 đó là nhóm Vingroup, thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu VRE hôm nay cũng có phiên tăng điểm khá là tốt. Mặc dù trong lúc giao dịch là đã có lúc tăng đến 32.5, nhưng mà VRE là đóng cửa mức 31.7, vẫn là một mức tăng khá là tốt. Ở chiều ngược lại thì Vinhomes, cổ phiếu bất động sản, bị giảm khá là mạnh, giảm 2.5% ngày hôm nay. Cổ phiếu Vingroup, VIC giảm nhẹ 0.5%. Nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống, thì như chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay là có mức giảm 1.1%, khối ngoại bán ròng khá là nhiều. Chúng ta thấy là khối ngoại đã bán ra 1.900.000 cổ phiếu trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì Sabeco có một phiên tăng điểm rất là ấn tượng, tiếp tục tăng điểm lên 172.6, tăng 4.5% trong phiên. Và Masan thì hôm nay tham chiếu, giữ nguyên ở mức tham chiếu ở mức 145.5. Phần chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc tổng hợp diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ. Em xin phép được nhường lại mic cho anh Linh ạ. Xin mời anh Linh ạ. Cảm ơn Khôi. Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình nhịp đập thị trường của VNREX. Thì bạn Khôi cũng đã vừa chia sẻ với anh chị cái góc nhìn về diễn biến của thị trường trong phiên hôm nay. Linh xin phép sẽ điểm qua về cái tình hình diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay và cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật của thị trường. Phiên ngày hôm nay chúng ta chứng kiến một cái phiên mà dòng tiền có sự chuyển dịch rất là quyết liệt, khi mà chốt lời rất mạnh nhỉ, các nhóm cổ phiếu mid cap hay small cap, những nhóm mà đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua, như là nhóm cổ phiếu bất động sản hay là bất động sản công nghiệp. Đây, chúng ta nhìn vào cái bảng về cho các nhóm ngành ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đa số các ngành để hôm nay đều giảm khá mạnh. Trong đó thì những ngành mà trước đó có cái nhịp tăng tốt, ví dụ như chúng ta có bảo hiểm này, cũng giảm 3% trong phiên ngày hôm nay. Bất động sản ngày hôm nay thì có đến nếu chúng ta nhìn ở đây chỉ có đến 31 mã giảm sàn, có một mã duy nhất tăng trần, trong đó còn lại là đến 35 mã giảm giá. Có thể kể đến một vài cái trường hợp, ví dụ như KBC, Đích Tổng, Nam Long, HDC, rất nhiều các cổ phiếu nhóm bất động sản hôm nay có cái phiên giảm khá mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay có lẽ kể đến nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây, chúng ta thấy ngân hàng hôm nay có đến hai mã tăng trần, trong đó có OCB. OCB là cái cổ phiếu mà chúng ta cũng đã, nếu anh chị theo dõi chương trình thường xuyên, chúng ta đã nhắc đến cổ phiếu này khá nhiều trong chương trình của chúng ta. Và hôm nay có Liên Việt, Postbank, phiên cũng đóng cửa phiên trần, và có đến 17 mã cổ phiếu tăng giá trong phiên của ngân hàng trong phiên ngày hôm nay. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là cái sự chênh lệch khá lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu trong VN30 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chỉ số VN Index thì hôm nay cũng là một cái phiên giảm điểm với một khối lượng thanh khoản rất là lớn. Thanh khoản hôm nay có đến hơn 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Và cái cây nến đóng cửa ngày hôm nay là một cây nến mà có một cái thân nến nó khá là lớn. Và cũng đã vi phạm với cái nửa cái thân nến cái tăng ngày hôm trước. Chỉ số VN30 thì hôm nay có một cái phiên tăng điểm, tăng 0.6%. Khối lượng của VN30 cũng rất là tích cực. Hôm nay có cái phiên tăng với cái khối lượng giao dịch của VN30 gấp đôi so với trung bình của 20 phiên, cho thấy là có một cái dòng tiền đã có sự chuyển dịch rất tốt của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này.
Nhìn chung là nếu chúng ta nhìn về chỉ số VN Index thì chúng ta thấy rằng là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số vẫn, nhìn về góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì chỉ số vẫn đóng cửa ở trên cái vùng 1000 đâu đó 1420 1425 điểm mà đã là cái đỉnh ngắn hạn đã thiết lập từ đầu tháng 7. Vẫn đóng cửa trên vùng này. Nên nhìn về góc nhìn kỹ thuật thì trạng thái của thị trường đến phiên ngày hôm nay nó vẫn là tích cực. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào cái diễn biến cụ thể trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy có rất nhiều các nhóm cổ phiếu mà đã bị chốt lời cực kỳ mạnh trong phiên ngày hôm nay. Ví dụ như là có thể kể đến là nhóm về bất động sản. Nhóm này thì các cổ phiếu nhóm bất động sản trong thời gian vừa qua đã tăng giá rất là mạnh. Tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. Ví dụ như là trong đây là chị nhìn thấy là Nam Long ạ. Thì Nam Long này có một cái nến mà chúng ta thấy rằng là cái nến gọi là cái nến bao phủ đây. Cái nến mà cho thấy cái biến động của trong phiên này rất là mạnh, từ cao nhất là vùng giá gần 66 so về đóng cửa mức thấp nhất phiên 57.9. Khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay cũng có cái sự gia tăng so với trung bình của 20 phiên trước. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác, ví dụ như Dictor chẳng hạn, chúng ta cũng chứng kiến một cái phiên mà gần như là biến động rất mạnh và đóng cửa ở mức mức sàn trong phiên ngày hôm nay, khối lượng lên đến gần 23 triệu, lên đến khoảng tầm 56% cái số lượng cổ phiếu đang điều hành của cổ phiếu Dictor này. Cho thấy là phiên này là cái phiên mà chốt lời rất mạnh của nhóm cổ phiếu bất động sản, cái nhóm mà đã tăng khá nóng trong thời gian vừa rồi. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là cái nhóm cổ phiếu cũng bị cái áp lực chốt lời rất mạnh trong phiên ngày hôm nay. Những cổ phiếu như GVR là cái phiên mà hôm qua là cái phiên GVR đóng trần chính thức vượt được cái vùng 40-41 và chúng ta đã trao đổi phiên ngày hôm qua, cũng rất nhiều anh chị hỏi cổ phiếu này. Tuy nhiên phiên ngày hôm nay là cái phiên mà đã trả lại toàn bộ cái phiên tăng của ngày hôm qua và đóng cửa ở mức 39.3, giảm 6.7%. Khối lượng giao dịch, có điều là khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng chưa thực sự lớn so với cái phiên tăng trước đó. Hay là KBC cũng thế, KBC thì cũng là một cái phiên mà cho chúng ta thấy cái biến động rất là lớn của phiếu này, giảm sàn trong phiên ngày hôm nay. Hay là các cổ phiếu mà phân bón chẳng hạn, thì phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu này cũng bị chốt khá là mạnh, phân bón. Các cổ phiếu về liên quan đến về xây lắp đầu tư công, ví dụ Hòa Bình này. Hòa Bình là một cổ phiếu cũng bị chốt khá mạnh trong phiên ngày hôm nay. Hay BCG là một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh trong thời gian vừa rồi, thì hôm nay cũng là một cây nến giảm điểm khá mạnh của nhóm này. Nhìn chung thì phiên ngày hôm nay chúng ta chứng kiến là cái phiên mà chốt lời trên diện rộng ở cái nhóm cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa rồi, như là nhóm bất động sản, rồi nhóm phân bón, hay là một vài cổ phiếu liên quan đến đầu tư công trong giai đoạn vừa rồi tăng rất mạnh thì phiên này bị chốt lời. Trong chiều ngược lại thì chúng ta vẫn nhìn thấy một sự tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, mà cái mà chúng ta kỳ vọng rất nhiều trong một vài phiên gần đây, khi chúng ta chờ một cái tín hiệu gọi là quay trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, thì phiên ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cổ phiếu ngân hàng, trong đó thì tiêu biểu nhất là cổ phiếu OCB, là cổ phiếu mà hôm qua các anh chị cũng có hỏi về cổ phiếu này, và Linh cũng đã trao đổi với anh chị là chúng ta hay trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã có một khuyến nghị mua vào ở vùng giá quanh 26-27 cho cổ phiếu OCB này. Và hôm nay là một cái phiên tăng trần rất là thuyết phục của OCB, với khối lượng giao dịch lên đến 18 triệu, vượt tăng gấp 3 lần so với trung bình của 20 phiên trước đó, là một phiếu rất tích cực trong nhóm banh khi mà đã vượt đỉnh vùng đỉnh trước đó. Hay là một vài cổ phiếu khác, ví dụ như Techcombank hôm nay cũng có một cái tín hiệu khá là tích cực. Cổ phiếu này cũng đã tăng giá và tiệm cận đến cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó, đâu đó quanh vùng giá 54. Khối lượng giao dịch cũng có cái sự cải tiến nhất định trong phiên ngày hôm nay. Một vài trường hợp khác như ACB, chúng ta cũng nhìn thấy một cái tín hiệu khá tích cực của cổ phiếu này. Tuy nhiên thì như trao đổi trước đó, chúng ta trao đổi trước đó thì ACB đang trong một cái vùng tích lũy này và nó chưa có một cái sự xác nhận mà tiếp diễn cái xu hướng tăng của cổ phiếu này trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái góc nhìn về giao dịch ngắn hạn của cổ phiếu này cộng thêm khối lượng giao dịch cũng đang cho thấy là cổ phiếu này cũng đang có cái tích cực dần, sự tìm kiếm tích cực dần trong ngắn hạn. MBB chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu MBB đúng không ạ? Hay là VPBank. Rồi BIDV. BIDV là cổ phiếu có một cái đã tăng khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Thì BIDV hôm qua có một cái thông tin về việc xin ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức của BIDV, trong đó thì có bên cạnh cái việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và 2021 thì có một cái phát hành thêm khoảng tầm hơn 8%
những phát hành riêng lẻ hoặc chào bán cho cổ đông hữu, thì đó là một cái catalyst, cái câu chuyện của BIDV mà trước đó cổ phiếu này vẫn đang có câu chuyện này trong thời gian tới, và gần đây thì cổ phiếu này cũng có một cái mức tăng khá là tích cực. Nếu mà nhìn về BIDV thì cổ phiếu này gần như là không có cái đã tăng, gần như là không tăng trong cái giai đoạn, nếu mà so với các cổ phiếu ngân hàng khác trong cái giai đoạn vừa rồi thì gần như là không tăng giá. Vietcombank thì chúng ta cũng thấy Vietcombank vẫn giữ được cái vùng là hỗ trợ này và bật tăng trở lại. Nhóm bank hôm nay là cái nhóm mà rất tích cực, và nó cũng cho chúng ta thấy rằng là cái chỉ số VN30 chúng ta hôm nay đóng cửa trong sắc xanh, nó khác hoàn toàn so với VN-Index ở phiên ngày hôm nay. Do đó thì phiên ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn đơn thuần thì nó là một cái sự chuyển dịch của dòng tiền chốt lời từ cái nhóm cổ phiếu đã tăng nóng trước đó, trong đó có nhóm small cap hay là mid cap, để chuyển sang cái nhóm vốn hóa lớn. Và để mà xác nhận được cái xuống tiếp theo, chúng ta sẽ cần quan sát cái diễn biến, cái xu hướng của dòng tiền trong các phiên sắp tới như thế nào, nó có tiếp tục tập trung vào những cái cổ phiếu vốn hóa lớn không, trong đó đặc biệt là nhóm ngân hàng, để chúng ta xác định được cái xu hướng tiếp theo của cái thị trường trong thời gian tới, hay cũng như cái nhóm ngành, những cơ hội mà chúng ta có thể tiếp cận. Nhóm chứng khoán ngày hôm nay thì cũng vẫn duy trì được cái đà tích cực thôi, cũng chưa có một tín hiệu gì quá tiêu cực ở nhóm cổ phiếu này. Có FTS thì hôm nay cũng khá là tích cực, FTS này đóng cửa 70.5, cũng khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Có lẽ thì Linh sẽ dành thêm thời gian để trao đổi với anh chị về mã cổ phiếu cụ thể nhiều hơn thôi. Còn thị trường thì chúng ta nhìn đơn thuần ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là ở VN-Index chỉ có một cái sự chốt lời ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thôi. Còn nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay, và chúng ta cần theo dõi thêm cái diễn biến ở nhóm này. Còn nhóm cổ phiếu thép thì như Linh cũng trao đổi với anh chị trong ngày hôm qua, thì nhóm thép ngắn hạn vẫn đang có tín hiệu khá là tiêu cực, đặc biệt là cổ phiếu Hoa Sen hay là cổ phiếu Nam Kim. Linh cũng đã trao đổi với chị thì phiên ngày hôm nay tiếp tục nó có phiên bán rất là mạnh của Nam Kim hay là của Hoa Sen. Ngắn hạn nhóm này chúng ta tạm thời chúng ta không nên tham gia ở nhóm này. Hòa Phát thì đang tích cực hơn, Hòa Phát vẫn đang giữ được cái vùng giá đâu đó quanh giá 55-56 này trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì ngắn hạn nhóm này chúng ta nên chờ thôi. Chúng ta cũng chưa có một tín hiệu nào tốt để chúng ta giao dịch trong thời gian tới. Rồi, xin phép được dành cái thời gian để cho trả lời cho các câu hỏi của anh chị về cổ phiếu ạ. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi. Thì em xin được bắt đầu ngày hôm nay với câu hỏi của nhà đầu tư Hiền Nguyễn, là dòng chứng khoán và bất động sản còn mã nào có tiềm năng cho việc mua mới sau phiên hôm nay không ạ anh Linh? Ở đây thì mình xin phép trả lời, có do Khôi Hùng Nguyên vào sau thì có anh câu trả lời của câu hỏi của anh Xuân Nghi, có hỏi về chiều mua cổ phiếu KBC, S99 hay CMX, thì Linh xin phép được trao đổi thêm một chút về các cổ phiếu này. Kinh Bắc thì anh chị nhìn thấy rằng là sau một cái nhịp cổ phiếu vượt cái vùng đỉnh khá là thuyết phục đâu đó quanh cái vùng 46-47 này và tăng. Tuy nhiên thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu bị chốt lời khá mạnh. Chúng ta thấy cái phiên cái thân nến này, cái thân nến ngày hôm nay là một cái thân nến gần như bao trùm toàn bộ cái thân nến tăng ngày trước và gần như là ăn trọn bốn cái phiên tăng trước đó, khối lượng giao dịch cũng rất lớn. Do đó cái áp lực ngắn hạn ở cổ phiếu Kinh Bắc này nó sẽ trong ngắn hạn nó sẽ khá lớn sau một cái phiên giảm điểm ngày hôm nay. Do đó nếu mà chúng ta hỏi về vị thế mua vào ngắn hạn ở cổ phiếu Kinh Bắc này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng tiếp những cái phiên giảm điều chỉnh tiếp theo nếu có cổ phiếu này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Thì ngắn hạn nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ chính là cái vùng đỉnh trước đó đã vượt qua đâu đó quanh cái vùng 46-47 này là cái vùng mà chúng ta có thể quan sát cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong cái thời gian sắp tới, xem là cái vùng này nó có giữ được không. Nếu vùng này nó giữ được thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta chờ một tín hiệu xác nhận ở cái vùng giá này để chúng ta tham gia cổ phiếu Kinh Bắc nếu có. Trong trường hợp ngược lại, nếu mà cổ phiếu này nó bị vùng này nó bị phá vỡ ấy, thì chúng ta có thể chờ đợi những cái vùng giá nó tiếp theo vùng này là cái vùng mà hỗ trợ của Kinh Bắc ở trong cái nhịp vừa rồi. Thì đây là hai cái vùng mua tiềm năng của Kinh Bắc mà anh chị có thể quan sát trong thời gian tới. Chúng ta chú ý đến chúng ta đừng vội tham gia khi mà cổ phiếu nó vừa có xuất hiện một cái nhịp phiên bán mạnh này. Đây mình chia sẻ một chút anh chị, nếu anh chị nhớ về cổ phiếu CSV này, cổ phiếu mà trong trước đó nó có một cái nhịp tăng giá rất mạnh, tăng giá rất mạnh trong thời gian vừa rồi, và nó có một cái phiên giảm điểm đây. Đây là một cái phiên mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều nó có một cái nền như ngày hôm đó, đúng không ạ? Thì sau đó cổ phiếu này đã giảm mạnh trước khi mà tăng giá trở lại. Do đó thì
chúng ta sẽ không vội chúng ta tham gia sau một cái kênh nến mà giảm điểm như này cả, bởi vì sau đó nó sẽ cần cả một quá trình trước khi mà nó tăng giá trở lại, đúng không ạ? Do đó trường hợp của KBC cũng thế, trường hợp KBC thì nếu chiều mua chúng ta có cơ sở thì chúng ta chờ đợi những cái vùng giá thấp hơn chúng ta mua vào thôi, chúng ta cũng chưa vội khi mà cái dòng tiền ngắn hạn nó đang có dấu hiệu nó chốt lời, nó rút ra chốt lời nhóm này chuyển sang con nhóm khác, do đó thì anh chị ngắn hạn anh chị chưa nên vội tham gia ở phiếu này. CMX, cái nhóm cổ phiếu về nhóm thủy sản cũng thế ạ. CMX thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay phiên mà cổ phiếu chạm cái vùng đỉnh trên ngắn hạn trước đó, và phiên này là cái phiên đã bị bán mạnh trở lại, thì tiếp theo cái vùng hỗ trợ tiếp theo của CMX nó sẽ nằm ở đây quanh vùng giá 15.5 này. Thì nếu có cân nhắc mua vào cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái vùng giá này để chúng ta chờ cái tín hiệu giá xác nhận để chúng ta tham gia thôi. Còn sau một cái phiên rơi mạnh như này thì cái dư địa giảm của cổ phiếu này trong thời gian tới nó sẽ còn. Về S99 cũng thế, đây là cổ phiếu mà nếu mà anh chị nhìn về lịch sử của cổ phiếu này, chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp tăng tăng khá mạnh cổ phiếu thì thường thường nó hay có một nhịp trả lại khá là nhiều, đúng không ạ? Cổ phiếu nó trả lại khá là mạnh sau một cái nhịp tăng. Về cổ phiếu này thì cá nhân Linh nghĩ rằng là nếu anh chị có tham gia những cổ phiếu này thì chúng ta cũng có những cơ hội để chúng ta chờ đợi thôi. Đây, ví dụ đây là vùng chúng ta có thể chờ đâu đó quanh vùng 21 đến 22 là cái vùng mà gọi là vùng mua tiềm năng. Chúng ta sẽ cần quan sát cái định giá ở vùng này. Nếu mà chúng ta có cân nhắc chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ chờ ở vùng giá này. Trên ngắn hạn chúng ta chưa nên mua anh chị nhé. Có thể sau một cái phiên giảm mạnh này, cổ phiếu trong phiên sau có thể hồi phục lại một chút. Tuy nhiên thì chúng ta chưa vội tham gia, bởi vì là sau một cái phiên bán rất mạnh này thì cổ phiếu nó sẽ cần một thời gian để nó tích lũy trở lại trước khi nó tăng giá. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về ba cái cổ phiếu KBC, S99 hay CMX. Ở đây thì chị quay trở lại với câu câu hỏi của chị Hiền Nguyễn về đây có chị anh câu hỏi của anh Duy Khang về chiều mua của các cổ phiếu như VCI, VND hay là VGC. Thì cá nhân Linh nghĩ rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là nhóm rất là tiềm năng trong thời gian tới. Chúng ta thấy cái giá trị giao dịch của thị trường ở thời gian gần đây nó đang có chiều hướng tăng trở lại khá là tích cực, đúng không ạ? Đặc biệt là phiên này đã xác lập một cái đỉnh cao mới về cái thanh khoản của thị trường. Thì VCI sau một cái phiên vượt đỉnh rất là thuyết phục với một cái nền tăng mạnh và khối lượng giao dịch đã tăng, thì phiên ngày hôm nay cổ phiếu đã có một cái điều chỉnh, khối lượng giao dịch cũng chưa quá lớn so với cái phiên tăng trước đó. Thì anh chị có thể có cơ sở để anh chị chờ ở vùng quanh 65 đến 66. Đây sẽ là vùng mua tiềm năng nếu có một cổ phiếu này trong thời gian tới, anh chị có thể cân nhắc quan sát vùng này. Chúng ta nên quan sát chưa vội mua anh chị nhé, bởi vì là có những cái trường hợp ví dụ như là hôm qua chúng ta có trao đổi trường hợp SGP, đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái vùng mua tiềm năng của SGP đâu đó quanh cái vùng giá này, cái vùng đỉnh trước đó vừa. Tuy nhiên thì phiên này của nó đã rơi hẳn vỡ vùng này rồi, đúng không ạ? Thì chính vì lý do thế chúng ta chưa nên vội mua vào khi mà cổ phiếu nó về cái vùng cái vùng mua tiềm năng, mà chúng ta cần chờ những tín hiệu xác nhận của giá của cổ phiếu trước khi chúng ta mua vào. VND cũng thế ạ. VND thì là một cổ phiếu gần như là cổ phiếu chứng khoán mạnh nhất trong cái nhịp vừa rồi. Cổ phiếu đã vượt đỉnh thì chúng ta có cơ sở chúng ta chờ những cái vùng nó test lại đâu đó quanh cái vùng này của cổ phiếu để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào thôi. Chứ chúng ta nhóm này đang là nhóm mà tích cực nhất ở thời điểm hiện tại của thị trường rồi. Anh chị có thể có chờ những cái vùng điều chỉnh của cổ phiếu này thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào thôi. VGC là một thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp, nhóm hôm nay cũng bị chịu ảnh hưởng khá mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Đây thì VGC anh chị có thể chờ nó test lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt đâu đó quanh cái vùng giá 37-38 ấy này, là cái vùng mà anh chị có thể quan sát chờ tín hiệu giá ở vùng này để chúng ta mua vào. Chúng ta sau một cái nhịp sau cái phiên ngày hôm nay, cái phiên mà dòng tiền ngắn hạn đã chốt lời khá là quyết liệt, các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh, thì trong một vài phiên tới thì sự phân hóa nó sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Trong một hai phiên này thì gần như cổ phiếu nào nó cũng sẽ chịu cái áp lực bán của cả các cái ngành như thôi. Tuy nhiên thì trong một vài phiên sắp tới cái sự phân hóa nó sẽ xuất hiện, và chúng ta nên ưu tiên những cái cổ phiếu nó đã vượt đỉnh và nó đang quay trở lại, nó test lại cái vùng đỉnh để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Và đây cũng là một trường hợp mà cũng khá là tích cực trong cái vừa rồi, thì anh chị có thể chờ những cái ở những cái vùng giá 37-38 là cái vùng mua tiềm năng
chúng ta chờ cái tín hiệu xác nhận của cổ phiếu ở những vùng giá này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào trong cái nhịp điều chỉnh sắp tới của cổ phiếu này. Đó là câu trả lời cho chiều mua vào của cổ phiếu VCI, VND và VGC. Câu trả lời vừa rồi cũng đã trả lời cho câu hỏi của chị Hiền Nguyễn, là chị hỏi về dòng dòng chứng khoán đúng không ạ? Còn về dòng bất động sản thì Linh chia sẻ thêm một chút về nhóm bất động sản, là cái nhóm mà phiên hôm nay cũng có chốt lời cũng khá mạnh. Thì bất động sản trong giai đoạn vừa rồi thì hầu như các cổ phiếu đều tăng khá là mạnh, và nó mang cái hiệu ứng là tâm lý nhiều hơn là những cái yếu tố về mặt cơ bản của doanh nghiệp. Khi mà đặc biệt là những cổ phiếu TikTok là cái cổ phiếu mà kết quả kinh doanh quý ba vừa rồi của doanh nghiệp nó không thực sự tích cực. Tuy nhiên thì cái giá diễn biến giá của cổ phiếu này trong cái thời gian vừa rồi nó khá là mạnh. Thì nhìn về nhóm bất động sản thì anh chị thấy rằng là cái nhịp tăng vừa rồi rất là mạnh, thì chúng ta sẽ cần phải chờ một cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này thôi, chứ ngắn hạn chúng ta cũng chưa nên vội tham gia ở nhóm này. Tức là chúng ta có cái cơ sở để chúng ta chờ đợi những vùng giá thấp hơn, ít nhất nó phải tạo một cái vùng giá tích lũy trước khi anh chị cân nhắc anh chị mua vào. Chúng ta nhìn sang những cái trường hợp của DGC là một trường hợp mà trước đó cũng rất là mạnh. Anh chị thấy DGC trong đó trường hợp mà trước đó nó tăng giá rất là mạnh, và sau khi nó tạo có một cái nến, nó tạo cái vùng đỉnh, vùng bán rất mạnh cái nến này và khối lượng gia tăng, thì nó mất rất nhiều thời gian để nó tích lũy trở lại trước khi nó bước vào nhịp tăng mới, đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu bất động sản thì cá nhân Linh nghĩ thì nó sẽ cần một thời gian như thế này trước khi nó có thể trở lại được cái nhịp tăng mới, hay là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp các doanh nghiệp bất động sản nó thể hiện một cách tích cực hơn trong cái quý 4 này, thì chúng ta mới có thể kỳ vọng cái nhóm này nó trở lại. Sau đó thì ngắn hạn bất động sản thì Linh nghĩ rằng anh chị nên chờ đợi ở những cái thời gian tới, chờ một cái nhịp điều chỉnh nếu có của cái nhóm này để chúng ta tham gia thôi. Ngắn hạn tốt nhất chúng ta anh chị nào nếu có chúng ta có thể cân nhắc chúng ta gọi là chốt lời trong ngắn hạn để chúng ta chờ để những cái vùng giá thấp hơn để chúng ta mua vào thôi. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần phân tích vừa rồi của anh Linh ạ. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Anh về xu hướng nắm giữ KSB và Novaland. KSB, chúng ta xem một chút về cổ phiếu này. KSB cũng thế anh chị ạ. KSB là cổ phiếu mà cũng được nói chung là hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công, là những doanh nghiệp về đá xây dựng trong thời gian vừa qua, bên cạnh những cổ phiếu như là về xi măng hay là những về xây lắp công trình như Fecon. Thì nhóm này cũng có cái nhịp tăng của rồi cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì cũng giống như các cổ phiếu khác thôi, thì cổ phiếu KSB trong phiên ngày nay có phiên bị chốt lời khá mạnh, cái nến gần như là bao phủ toàn bộ cái hai phiên tăng vừa rồi, khối lượng giao dịch cũng bán ra cũng khá là lớn so với trung bình 20 phiên. Do đó thì KSB nếu mà ở cái vị thế mà đang hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu đúng không nhỉ? Đúng rồi. Về chiều nắm giữ cổ phiếu này thì sau một phiên giảm mạnh ngày hôm nay, nếu mà anh chị đã mua vào những cái thời điểm mà nó mới chớm vượt này thì chúng ta có cái cơ sở để chúng ta có thể chúng ta nắm giữ tiếp thôi. Tuy nhiên thì cá nhân Linh nghĩ rằng sau một cái phiên giảm mạnh này, chúng ta cần quan sát 1-2 phiên sắp tới xem cổ phiếu nó có một cái sự hồi phục không sắp tới không, để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ mã này. Bởi vì là cái nhịp để bán ra một cổ phiếu nó khá là khó hơn rất nhiều so với việc chúng ta mua vào một cổ phiếu. Linh cũng không rõ là cái trạng thái KSB này của anh chị khách hàng như thế nào. Tuy nhiên thì cá nhân sau một cái phiên giảm như này thì anh chị có thể quan sát cái diễn biến của phiên ngày hôm sau ấy. Nếu nó tiếp tục nó vi phạm cái điểm thấp nhất của cái nến ngày hôm nay, cái nến này, thì anh chị có thể cân nhắc anh chị bán ra trong ngắn hạn ấy. Thì đó là cái câu trả lời cho cổ phiếu KSB. Tiếp theo cổ phiếu gì nữa cô nhỉ? Novaland thì anh chị thấy rằng sau một cái nhịp tăng rất mạnh rồi thì cổ phiếu nó có một cái giai đoạn đi ngang trong cái hộp này. Đây, trong cái hộp này. Trong một vài phiên vừa rồi thì thực trường như cổ phiếu nó vượt phải cái hộp này để nó xác nhận nó tăng. Tuy nhiên thì những phiên sau đó không cổ phiếu không duy trì được cái tín hiệu tích cực nữa và lại chui vào lại giảm và vào trong cái hộp này. Thì nhìn về diễn biến của Novaland ở thời điểm hiện tại thì nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta có thể chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này và chúng ta xem quan sát cái vùng cái hộp này, cái đáy dưới của hộp này, xem là nó có vi phạm cái vùng này trong một vài phiên sắp tới không để chúng ta bán ra. Còn nếu chúng ta
đấy là cái kịch bản cho cổ phiếu Novaland trong các phiên sắp tới. Anh chị nếu đã mua vào thì chúng ta có thể kỳ vọng người ta nắm giữ cho đến khi nó vỡ cái vùng giá này, nó xác nhận là nó vi phạm cái vùng tích lũy này để nó và nó giảm vỡ vùng này thì anh chị cân nhắc bán ra thôi. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Novaland. Zimendep là một cổ phiếu cảng biển trong giai đoạn vừa rồi cũng rất nhiều nỗ lực để vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn đã tạo trước đó đâu đó quanh 1.53-1.54. Tuy nhiên thì phiên ngày hôm nay cổ phiếu cũng đã bị chịu áp lực giảm điểm chung của thị trường và giảm trở lại. Cái đến ngày hôm nay cổ phiếu cũng giảm mà gần 3%. Thanh khoản phiên giảm ngày nay cũng không thực sự lớn, nó chỉ có ngang với trung bình của qua mi phiên thôi. Và chúng ta thấy nếu chúng ta nhìn trở lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng cổ phiếu này nó đang giao dịch ở quanh cái vùng MA 50, cái vùng mà trước đó đã rất tôn trọng cái vùng này vài phiên gần đây, đúng không ạ? Rất là tôn trọng cái vùng MA 50 này. Thì cá nhân Linh nghĩ rằng cái vùng khách hàng hỏi chiều gì nhận định thôi. Cá nhân Linh nghĩ rằng là chúng ta sẽ quan sát những cái vùng giá tiếp theo của Zimdev ở cái vùng giá quanh 50 này, là cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã một lần vượt qua và chạm và bật tăng trở lại. Chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá ở quanh cái vùng giá này để chúng ta xem là chúng ta có nên gọi là tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra trong ngắn hạn. Về cái trạng thái của cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng nó cũng chưa có một cái tín hiệu sau phiên này, thì nó cũng chưa có một cái gì đó nó tiêu cực sau phiên ngày hôm nay đâu ạ. Bởi vì cái nến giảm và cái khối lượng nó cũng chưa cho thấy một cái tiêu cực ở phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nếu anh chị đang nắm giữ thì anh chị nên quan sát thêm ở cái vùng giá năm quanh 50 là cái vùng đáy trước đó đã tạo. Còn anh chị mua mới thì chúng ta tất nhiên chúng ta cũng có cơ sở, chúng ta chờ đợi rồi, chúng ta cũng chưa vội chúng ta tham gia khi mà cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu đâu đó quanh vùng 3.54 nó vẫn chưa được vượt qua và nó đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi. Nên là những cái vị thế giao dịch trong ngắn hạn ở cổ phiếu này chúng ta nên chờ đợi, chúng ta chưa cần vội ở cổ phiếu này. Tiếp theo cổ phiếu gì cô nhỉ? Oil. Cổ phiếu oil thì cổ phiếu oil sau khi vượt cái vùng đỉnh trong phiên ngày hôm qua, cổ phiếu này hôm nay đã có một cái nến mà test lại cái vùng giá này. Khối lượng của oil bán ra ngày hôm nay cũng không thực sự lớn nếu mà so với phiên vượt đỉnh ngày hôm hôm kia, thì phiên bán ngày hôm nay cũng không thực sự lớn và có lẽ nó sẽ ảnh hưởng bởi thị trường chung trong phiên ngày hôm nay thôi. Bên cạnh đó, ví dụ của PVD trong ngày hôm nay thì cũng chúng ta thấy rằng là cũng không bị ảnh hưởng quá lớn của thị trường. Thậm chí PVD hôm nay còn có thời điểm cổ phiếu lên đến gần giá 29 và bị áp lực bán trở lại vào cuối phiên chiều thôi. Nhóm dầu khí thì phiên ngày hôm nay cũng chưa có cái tín hiệu nó xấu đâu anh chị ạ. Thế do đó thì anh chị có thể quan sát thôi. Nếu chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có thể quan sát cái vùng giá 16 này, quanh 16 trong một vài phiên sắp tới xem là cái vùng này nó có giữ được hay không, để chúng ta quyết định là chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này hay chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra. Còn nếu được chiều mua vào, chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu vùng 16 này, đang là cái vùng mua rất tiềm năng của cổ phiếu này trong một vài phiên sắp tới, chúng ta sẽ chờ những tín hiệu giá xác nhận trở lại nhịp tăng để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu oil thôi. Thì đây là một cổ phiếu cũng khá là cái diễn biến giá cũng khá là tích cực trong cái phiên vừa rồi. Tiếp theo gì quên? MSR thì hôm trước ngày hôm qua thì anh chị cũng có hỏi về cổ phiếu này. Chúng ta thấy cái vùng mà vùng 26 này là cái vùng mà trước đỉnh lịch sử của cổ phiếu này trong lịch sử, và ngày hôm nay cổ phiếu đã có một cái phiên giảm khá là mạnh vỡ khỏi vùng này. Đó thì nếu mà chiều mua vào cổ phiếu này thì tất nhiên chúng ta có cơ sở chúng ta chờ đợi rồi, chúng ta cũng không phải vội ở cổ phiếu này. Cái vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu nó sẽ nằm đâu đó quanh cái vùng giá này, hay vùng 23.5 đến 24, cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu ở vùng này để chúng ta xem chúng ta có cân nhắc chúng ta mua vào hay là chúng ta mua vào ngắn hạn cổ phiếu này không. Còn tín hiệu sau phiên ngày hôm nay của cổ phiếu MSR nó hơi tiêu cực khi mà nó đã phá vỡ, nó đã bán, còn là gọi là đóng cửa dưới cái thân nến, cái gọi là cái điểm thấp nhất của cái nến trước đó, và khối lượng giao dịch cũng có chiều hướng ta tăng trở lại. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ rằng là nếu anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta nên quan sát một vài phiên sắp tới xem là nó có hồi phục, nó nhanh chóng hồi phục trở lại cái vùng 26 này hay không, để chúng ta cân nhắc là chúng ta nắm giữ tiếp hay chúng ta bán ra trong ngắn hạn.
Còn nếu anh chị mua vào ấy, thì anh chị có cơ sở để anh chị chờ những cái vùng giá thấp hơn nếu có, để anh chị mua vào cổ phiếu này trong ngắn hạn. Dạ vâng. Tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi về các cổ phiếu nắm giữ đối với KBC và LDG. Thì anh Linh có thể giúp nhà đầu tư giải đáp thắc mắc về nắm giữ các cổ phiếu trên không ạ? KBC thì Linh cũng vừa trao đổi với anh chị đấy, thì chúng ta có cơ sở để chúng ta nắm giữ khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh và đang phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cũng bán khá mạnh, bị chốt lời khá mạnh trong phiên ngày hôm nay, và chúng ta có cơ sở để chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ, và chúng ta quan sát cái vùng giá quanh cái 4.6-4.7 này trong cái sắp tới xem nó có giữ được vùng giá này không, để anh chị quyết định là anh chị bán ra hay là anh chị tiếp tục anh chị nắm giữ cổ phiếu này. Cũng gì đấy nhỉ? Long Điền là cổ phiếu cũng tăng khá mạnh ra vừa rồi. Chứ hôm qua Linh có trao đổi với anh chị là Long Điền nó có cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó, đâu đó vùng dòng 12. Hôm nay đã chạm cái vùng quanh vùng giá này và bật giảm trở lại. Thì hai phiên ngày hôm nay chúng ta thấy hai phiên mà khối lượng của Long Điền bán khá là mạnh. Hai phiên liên tiếp khối lượng giao dịch lên đến 30 triệu một phiên. Đó, và kèm theo đó là cái nến chuẩn bị bán khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ rằng là những cổ phiếu mà đã tăng nóng trong cái nhịp vừa rồi, khá nóng trong nhịp vừa rồi này, thì cái xác suất mà cổ phiếu nó bị điều chỉnh trong một vài phiên sắp tới nó sẽ là khá là cao. Do đó thì ở những trường hợp này anh chị có thể cân nhắc, nếu có hồi phục trong một hai phiên sắp tới thì chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra thôi trong ngắn hạn thì ạ, để chúng ta chốt lời, chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận mà chúng ta đã kiếm được ở cổ phiếu này trong cái thời gian vừa rồi. Bởi vì cái vùng mà hỗ trợ của cổ phiếu này nó nếu có nó ở vùng khá xa, đâu đó nó tận vùng giá chín này ạ. Rồi nếu anh chị mà có lãi rồi thì anh chị có thể chủ động với chị căn để anh chị chốt lời trong một vài phiên sắp tới nếu cổ phiếu nó hồi phục trở lại. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi về xu hướng nắm giữ với cả VGC và PVI. Thì anh Linh cũng đã đưa quan điểm ra đối với cổ phiếu VGC. Thì liệu anh Linh có thể trả lời giúp nhà đầu tư câu hỏi về nắm giữ với cả cổ phiếu PVI không ạ? Nhóm bảo hiểm hôm nay cũng bị chốt lời khá là mạnh. Thì PVI cũng là một cũng không phải ngoại lệ. Chúng thấy PVI trong cái nhịp vừa rồi của cổ phiếu tăng, cái nhịp tăng của PVI này nó khá là khó để chúng ta có thể chiết định trong ngắn hạn đối với những cổ phiếu này, đúng không ạ? Thì sau một nhịp tăng này gần như cổ phiếu nó trả lại khá nhiều. Đây nhịp tăng từ 4.42 đi, sau đó này nó trả lại 4.40. Tiếp theo là từ tăng lên 5.4, sau đó trả lại 4.9. Thì cái cổ phiếu này là một cổ phiếu rất khó để giao dịch trong ngắn hạn. Cổ phiếu này biến động của cổ phiếu trong một vài phiên gần đây nó cũng khá là lớn. Phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã giảm điểm. Nếu mà anh chị mà đã mua cổ phiếu này thì cá nhân Linh nghĩ khi mà anh chị mua vào một cổ phiếu ấy, thì anh chị nên xác định sẵn cho mình một cái mức giá cắt lỗ từ đầu. Đó là cái kế hoạch giao dịch ban đầu của anh chị. Tức là nếu mà vi phạm vùng nào thì anh chị sẽ cắt lỗ, thì nó sẽ chủ động hơn trong cái việc anh chị giao dịch, tránh trường hợp chúng ta bị động trong cái việc mà thị trường nó biến động quá mạnh, ví dụ như phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Cá nhân Linh nghĩ thì nếu mà anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì sau phiên ngày hôm nay vì nó giảm khá là mạnh rồi, thì có một cái vùng hỗ trợ tiếp theo đâu đó nó nằm quanh vùng 46 ấy này, là cái vùng mà hỗ trợ quan trọng tiếp theo của cổ phiếu này. Ở những cái trường hợp mà sau một cái phiên ngày hôm nay nếu mà chúng ta chưa quyết liệt chúng ta bán ra thì khá là khó để chúng ta có đưa ra những cái hành động ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là nếu mà cái giá mua giá vốn của chúng ta nó quá cao ở thời điểm hiện tại. Thì ở những phiên này anh chị còn cá nhân lý anh chị nó chưa hề vi phạm cái xu hướng đâu anh chị nhá. Nếu mà anh chị nào giao dịch theo xu hướng ấy, thì nó chưa hề vi phạm cái xu hướng của cổ phiếu này trong cái nhịp tăng vừa rồi. Tuy nhiên thì với cái diễn biến biến động mạnh trong cái phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể cân nhắc một vài phiên tới nếu cổ phiếu nó hồi phục trở lại thì anh chị nên cân nhắc anh chị bán ra cổ phiếu này để mình chuyển sang những cổ phiếu khác mà nó có cái diễn biến giá nó tích cực trong cái thời gian vừa rồi ạ. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Việt Hùng có câu hỏi là Techcombank thì với tình hình hiện tại điểm mua gia tăng sẽ là ở đâu ạ? Techcombank thì phiên ngày nay cũng khá là tích cực, giống như nhóm cổ phiếu ngân hàng thì Techcombank hôm nay cũng là một khá là tích cực. Thì cá nhân Linh nghĩ thì nếu mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này, cổ phiếu Techcombank này, cổ phiếu đang có một cái vùng đỉnh trước đó là vùng 54 này, là cổ phiếu nó chưa vượt qua được. Do đó thì đối với cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng anh chị có thể cân nhắc mua vào nếu cái vùng nó vượt lên trên cái vùng giá vùng 54 đến 55 này, cái vùng giá này bằng một cái nến vượt này.
Thì khi vì anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này rồi, sau đó nếu mà chúng ta có hai kịch bản, một là anh chị sẽ mua khi mà cổ phiếu vượt vùng này, hai là anh chị sẽ mua nếu mà cổ phiếu nó vượt và nó điều chỉnh trở lại, bởi vì cái đỉnh gần đó cổ phiếu này nó khá là gần này. Nó khá là gần cái vùng này đâu đó quanh 58 này đó. Thì cá nhân Linh nghĩ thì đối với trường hợp này thì Linh sẽ chờ vượt sau đó điều chỉnh trở lại để mình tham gia, bởi vì khi đó nó đã chính thức nó xác nhận rằng là đã vượt qua được cái vùng kháng cự và lui test trở lại để chúng ta mua vào, thì nó sẽ yên tâm hơn là cái việc chúng ta, nếu chúng ta mua theo kiểu vượt 54 này thì nó sẽ có những rủi ro, chúng ta bị dính những cái đỉnh sau đó nó điều chỉnh trở lại. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về trường hợp của Techcombank. Anh chị có thể chờ nó vượt hẳn cái vùng 54 sau đó điều chỉnh trở lại để mình gia tăng vị thế, bởi vì khi đó cổ phiếu đã chính thức nó xác nhận nó vượt qua được vùng giá này rồi, thì cái xác suất để nó vượt qua vùng 58 ấy và nó đi test 54 này, nó vượt 58 nó sẽ cao hơn. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Techcombank, là một cổ phiếu cũng khả năng quan tâm trong một vài phiên sắp tới nếu có điều chỉnh. Vâng, nhà đầu tư Bích Hợp cũng cùng chủ đề banh là muốn hỏi anh Linh nhận định về cổ phiếu Liên Việt Postbank, một cổ phiếu đã tăng rất là tốt hôm nay, tăng trần. Liên Việt Postbank là một cái trường hợp mà có lẽ chúng ta nhìn nó cũng khá là giống với trường hợp của công thương, đúng không ạ? Vì cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu mà nó cũng khá là yếu trong nhóm banh, khi mà nó đã xác nhận cái nhịp nó không được tích cực những cổ phiếu khác, bởi vì nó liên tục nó thiết lập những cái đỉnh sau ở cái đáy sau thơ bên này trước này. Tức là nó đã vào cái xuống giảm này. Đó. Thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu nó bật tăng trở lại với phiên tăng trần, và nó đã vượt qua cái cản chéo này, chị đấy, cản chéo này. Đó. Thì cũng giống như quan điểm của Linh đã chia sẻ về Techcombank, thì chúng ta có thể chờ đợi một cái nhịp, nếu nó vượt hẳn như này thì chúng ta có thể chờ đợi một cái nhịp nó retest trở lại, nếu chúng ta muốn tham gia cổ phiếu này trong cái nhịp sắp tới, thì chúng ta chờ một cái phiên retest để chúng ta xác nhận được rằng nó đã vượt và nó retest trở lại thành công để nó bật tăng tiếp trong thời gian tới. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Liên Việt Postbank ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Linh về phần chia sẻ về Liên Việt Postbank. Ở đây em thấy có nhà đầu tư Quang Hưng muốn hỏi thêm anh Linh về nhận định triển vọng của nhóm cổ phiếu thép, cụ thể ở đây là Hòa Phát và Hoa Sen trong trung hạn. Thì anh có thể đưa ra quan điểm của mình với cả nhóm này trong tầm nhìn trung hạn đến cuối năm hoặc là sang đầu năm 2022 không ạ? Nếu anh chị theo dõi chương trình thì trung tâm tư vấn đầu tư hay các chuyên gia cũng đã còn chia sẻ khá nhiều về nhóm ngành thép. Tức là nhóm này là nhóm mà chúng ta cũng được kỳ vọng có khá nhiều cái câu chuyện cái dữ liệu tăng trưởng trong cái quý 4 và trong cái năm tới, khi mà cái câu chuyện về đầu tư công trong thời gian tới nó sẽ được nhắc đến khá nhiều. Trong nhóm này nếu mà nhìn về trung hạn ấy, thì chúng ta thấy rằng là Hòa Phát đang là một cổ phiếu mà nó có lợi thế rất lớn ở thời điểm hiện tại, khi mà kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong thời gian gần đây khá là tích cực, đúng không ạ? Thì Hòa Phát là một cái trường hợp mà Linh nghĩ rằng nó khá phù hợp cho chúng ta view theo cái tầm nhìn về mặt trung hạn. Nhìn về góc độ kỹ thuật ở trong cái phiên ngày trong cái thời điểm ở đây, chúng ta thấy cổ phiếu đang trong quá trình retest lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt. Hòa Phát thì ở trạng thái hiện tại thì Hòa Phát đang tích cực hơn Hoa Sen rất nhiều. Khi Hòa Phát hôm nay là cái phiên tăng điểm 0,2%, trong đó thì Hoa Sen có cổ phiếu mà giảm trong phiên ngày hôm nay giảm 1,9%, gần 2%, cổ phiếu đã vỡ cái MA50. Đó, khối lượng giao dịch của những phiên bán ở đây khá lớn. Do đó thì cái áp lực giảm của Hoa Sen trong thời gian tới nó sẽ còn khá lớn. Nên nếu mà anh chị mà muốn mà mua vào cho cái trung hạn này, thì vẫn nên ưu tiên những cổ phiếu mà nó có câu chuyện và nó có cái câu chuyện tăng giá, cái kỳ vọng như nó và mọi thứ về yếu tố cơ bản đều rất là tích cực như Hòa Phát, để chúng ta có thể cân nhắc cái nhịp điều chỉnh của nhóm này để chúng ta mua vào cho mục tiêu trung hạn. Nhóm thép vẫn là cái nhóm được kỳ vọng khá nhiều trong thời gian tới, thì anh chị có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh của Hòa Phát sắp tới để anh chị gia tăng cho một mục tiêu trung hạn. Còn Hoa Sen thì Linh nghĩ rằng là mình chỉ cần phải chờ thêm. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi nhận định về VND và TSC, thì anh Linh cũng đã đưa ra quan điểm về nhóm chứng khoán. Và với VND, một cổ phiếu rất là khỏe, cổ phiếu có thể nói là cổ phiếu khỏe nhất dòng chứng khoán ngoài FTS trong ngày hôm nay. Còn với TSC thì do
tính chất biến động rất là mạnh của cổ phiếu cũng như là tính chất tạo lập, nên là trung tâm tư vấn là cũng sẽ không đưa ra quan điểm đối với các cổ phiếu như là TSC. Nhà đầu tư Quỳnh Trang có câu hỏi nhận định về xu hướng mua thêm với cả cổ phiếu công thương và VRE, thì anh Linh có thể đưa ra quan điểm giúp nhà đầu tư Quỳnh Trang không ạ? Công thương gần đây thì có cái diễn biến của giá của cổ phiếu công thương khá là tích cực. Chúng ta thấy sau một cái nhịp mà cổ phiếu nó liên tục tạo cái đáy sau thấp hơn đáy trước, thì gần đây cổ phiếu đã có một cái thiết lập được hai cái đáy sau, gọi là hai cái đáy cao hơn, cái đáy cao dần, đúng không ạ? Thì cái vùng đang có vùng kháng cự ngắn hạn của công thương đâu đó trước mắt, đâu đó có vùng giá 33 này, 33. Thì công thương trong một vài phiên gần đây khá là tích cực, do đó thì hoàn toàn nếu anh chị nào muốn mua thêm cổ phiếu công thương này thì chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta chờ một cái nhịp điều chỉnh của công thương trong nhịp sắp tới để chúng ta cân nhắc mua vào công thương cho một cái trong ngắn hạn cổ phiếu này. Tất nhiên thì nếu mà nhìn về mặt xu hướng ấy, thì chúng ta thấy công thương nó chưa xác nhận cái tiếp diễn cái xu hướng đâu anh chị, nhưng mà tuy nhiên thì nó đã xác nhận, nó ngắn hạn đã xác nhận cái đảo chiều cái xu hướng, và nó có cái nhịp thiết lập hai cái đáy sau cao hơn đáy trước để xác nhận một cái nhịp tăng giá mới, nếu mà nó đóng cửa trên được cái vùng giá này, trên cái vùng giá đâu đó quanh 33 này là cái đỉnh mà trước đó nó thiết lập cái đáy sau thấp hơn, thì đó là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát. Ở cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng cũng giống như các phiếu ngân hàng khác, chúng ta sẽ chờ một cái nhịp điều chỉnh thôi, bởi vì sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu nó tăng khá tốt đây này, trong duy trì gần như là 5-6 phiên tăng liên tiếp có khối lượng giao dịch, thì đây là một cái tín hiệu nó ngắn hạn nó khá là tích cực của cổ phiếu này trong thời gian gần đây. Sau đó thì anh chị có thể chờ một cái nhịp có thể trong một vài phiên sắp tới nó sẽ tăng cái đỉnh, cái vùng kháng cự của nó sẽ đâu đấy, nó nằm quanh vùng giá 35 này. Nếu nó tăng trở lại nó điều chỉnh thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua thêm ở cổ phiếu công thương này. Cổ phiếu VRE là cổ phiếu phiên này cũng khá là tích cực. VRE thì phiên ngày hôm nay cũng tăng đến gần 3% trong phiên ngày hôm nay. Khối lượng giao dịch của VRE cũng khá là tích cực. Cũng giống như công thương thì VRE trong cái nhịp vừa rồi, cổ phiếu này thì trước Linh cứ chia sẻ một chút là cổ phiếu này nếu anh chị giao dịch trong ngắn hạn, cổ phiếu VRE này nó cũng khá là khó để giao dịch trong ngắn hạn. Khi chúng ta nhìn cái lịch sử cổ phiếu này biến động nó khá là khó để chia đinh trong ngắn hạn này. Cứ một nhịp tăng thì sau đó lại điều chỉnh, tăng sau đó điều chỉnh, khá là khó để kỳ vọng là chúng ta có thể có được một lợi nhuận nó đủ tốt trong cho cái giao dịch ngắn hạn ở cổ phiếu VRE này đó. Tuy nhiên nếu mà nhìn về góc độ kỹ thuật ấy, thì anh chị thấy rằng cổ phiếu nó đã break khỏi cái trend giảm, căn giảm chéo này rồi, nó tăng giá trở lại, đúng không ạ? Thì cái vùng mà kháng cự của hay là vùng kháng cự của cổ phiếu VRE này nó sẽ nằm đâu đó quanh giá 33 đến 33.5 này, là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát xem cái phản ứng giá ở vùng này như nào để chúng ta chờ chờ đợi để chúng ta mua thêm cho cổ phiếu này thôi. Mình nghĩ cổ phiếu này chúng ta có thể cân nhắc mua thêm nếu cái vị thế anh chị đang có sẵn, và cái vùng đâu đó quanh cái vùng 33-31 này là cái vùng mà ngắn hạn là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu này, khi mà cổ phiếu đã có những còn gần chục phiên đi ngang quanh vùng giá này và phiên này là phiên mà tăng trở lại ngắn hạn có vùng 33, anh chị có thể quan sát cái diễn biến một vài phiên sắp tới cổ phiếu nó tiệm cận vùng 33 và nó điều chỉnh trở lại để chúng ta cân nhắc chúng ta mua thêm cho cổ phiếu VRE. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi nhận định về Nam Long, thì đầu chương trình anh Linh cũng đã có chia sẻ quan điểm về bất động sản nói chung và cổ phiếu như là Nam Long nói riêng, là ngành bất động sản là sau thời gian dài tăng rất là nóng thì hiện tại đang có hiện tượng chốt lời, và Nam Long cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tiếp theo là chúng ta có câu hỏi về nhận định cho các cổ phiếu PHR và SMC ạ. PHR là một cổ phiếu phiên hôm nay cũng khá là tích cực, khi mà có thời điểm phiếu PHR đã tăng đến mức cao nhất đến vùng 66. Tuy nhiên thì cái áp lực bán của thị trường vào cuối phiên cũng khiến chỉ số đóng cửa ở mức giá 63.5 và chỉ còn tăng lại 1.4%. Nhưng mà nhìn về cái diễn biến giá của Phước Hòa trong phiên ngày hôm nay, chúng ta thấy cái gì ạ? Chúng ta thấy rằng là sau một cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay cổ phiếu tiếp tục duy trì được cái diễn biến rất là tích cực và đóng cửa cao hơn cái mức đóng cửa ngày hôm trước, kèm theo đó khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay. Thì đây là một cái hiệu rất là tích cực của Phước Hòa trong phiên ngày hôm nay, trong bối cảnh mà thị trường các cổ phiếu midcap khác của thị trường bị áp lực chốt lời rất là mạnh. Thì như Linh có chia sẻ trước đó với anh chị thì ngắn hạn các cổ phiếu này nó sẽ có vùng kháng cự đâu đó quanh cái vùng giá 63.5, 64 này,
là cái vùng đỉnh trước đó nó đã tạo cái thiết lập cái đáy sau thấp hơn này này. Và nếu vượt qua được cái vùng giá này thì nó sẽ có cái vùng tiêu hướng tới tiếp theo là đâu đó quanh giá 70 này. Thì trung tâm tư vấn đầu tư có khuyến nghị anh chị mua vào cổ phiếu PR, nó nằm ở vùng đó đâu đó quanh 158 này, một vài phiên này này. Và đến thời điểm hiện tại anh có lợi nhuận khá là tốt. Do đó nếu mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có tiếp tục có cơ sở để nắm giữ tiếp, và chúng ta quan sát cái vùng giá 64 này, này sẽ có diễn biến giá như thế nào. Để chúng ta cân nhắc có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này cho cái giá mục tiêu tiếp theo quanh giá 70, hay là chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra trong ngắn hạn cổ phiếu PR. SMC là một trong những trường hợp mà cũng giống nhóm ngành thép ấy, giao dịch khá giống cổ phiếu Nam Kim, đúng không ạ? Cổ phiếu này đã liên tục thiết lập những cái phiên đóng cửa sau thấp hơn phiên đóng cửa trước, giao dịch ba phiên gần bán gần đây cũng có cái chiều hướng gia tăng ở trên trung bình của 20 phiên. Do đó thì ngắn hạn là cổ phiếu SMC này cũng giống như ngành thép nói chung thì trạng thái ngắn hạn đang theo chiều hướng này tiêu cực hơn. Do đó thì nếu anh chị nào mà đang có ý định mua vào cổ phiếu này thì chúng ta chưa vội mua vào trong ngắn hạn. Còn nếu anh chị đang nắm giữ thì chúng ta có thể cân nhắc cái nhịp hồi, thì chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn cho cổ phiếu này. Khi mà các cổ phiếu lớn ví dụ như Hoa Sen này rồi Nam Kim nó đều có một cái diễn biến nó khá là tiêu cực trong một vài phiên gần đây, đặc biệt là Nam Kim. Ta thấy một cái chút cái áp lực chốt lời khá là rõ, áp lực bán khá là rõ cổ phiếu Nam Kim hay cổ phiếu Hoa Sen, đúng không ạ? Do đó thì anh chị ngắn hạn đối với SMC thì anh chị nên cân nhắc chúng ta chờ một cái nhịp hồi phục để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra cổ phiếu này. Chúng ta chú ý cái vùng cái đáy thấp nhất của phiếu này đã tạo lập trước đó đâu đó quanh giá 50.5. Nếu trong một vài phiên sắp tới mà cái vùng là 50.5 này nó bị vi phạm thì cái giá mục tiêu tiếp theo, vùng hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ đâu đó sẽ nằm quanh cái vùng giá 46.47 này đó. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu SMC ạ. Vâng, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về chiều mua cho cổ phiếu VDS ạ. VDS là một cổ phiếu chứng khoán. Chúng ta thấy VDS cái nhịp tăng này là cái nhịp mà như là đi ngược với cái nhóm chứng khoán luôn. Nó giống hệt những các cổ phiếu nhỏ, chứng khoán nhỏ khác ấy. Tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu bị áp lực chốt khá mạnh, những cái phiên giảm khối lượng gia tăng. Và giống như các cổ phiếu chứng khoán khác ấy, nếu các cổ phiếu khác thì đã vượt đỉnh ngắn hạn trước đó rồi thì cổ phiếu này hiện tại chưa lên được cái đỉnh ngắn hạn này. Cho thấy là trong ngắn hạn cổ phiếu này đang không có thu hút được cái nhiều cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Và phiên ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy cái áp lực bán, nếu mà so với các cổ phiếu chứng khoán khác ấy, cổ phiếu chứng khoán khác giảm mức độ giảm ít hơn thì cổ phiếu này giảm gần 3% và gần như đã lấy hết cái phiên đà cái nhịp tăng của cái phiên ngày hôm qua rồi. Khối lượng dịch có dấu hiệu gia tăng. Do đó thì ở cổ phiếu này nếu mà anh chị có quan sát thì chúng thấy đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi. Cái vùng này và nó chưa có thiết lập được một cái xu hướng rõ ràng trong cái thời gian ở đây. Sau đó thì Linh nghĩ rằng nếu mà anh chị lựa chọn VDS thì anh chị nên lựa chọn được phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh để chúng ta tham gia. Còn nếu mà bị thì nắm giữ thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này khi mà cái nhóm chứng khoán nhìn chung nó vẫn đang duy trì được cái tín hiệu nó tích cực trong cái một vài phiên giao dịch gần đây. Vâng, tiếp theo em có câu hỏi của nhà đầu tư cho chiều mua cổ phiếu Đạm Phú Mỹ ạ. Đạm Phú Mỹ thì anh chị thấy rằng Đạm Phú Mỹ tăng khá là mạnh trong thời gian vừa qua. Chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp điều chỉnh, cổ phiếu nó tăng từ giá đâu đó quanh 31 lên đến tận giá 50, đúng không ạ? Khá là mạnh trong thời gian vừa qua. Và chúng ta quan sát là đây chúng ta thấy rằng là ở cái vùng đỉnh này chúng ta liên tiếp chúng ta thấy ba cái nến mà cho thấy thứ nhất là cái thân nến nó khá là nhỏ. Cái thứ hai là cái bức trên của nến này khá là dài, cho thấy một vùng này là cái vùng mà ba cây nến này cho thấy một cái biên bán ấy họ chiếm ưu thế khá lớn ở cây ở ba cây nến này. Và phiên ngày hôm nay chính là tích là một cái phiên xác nhận biên bán họ hoàn toàn chiếm ưu thế và họ đẩy cái giá cổ phiếu này xuống cái mức thấp hơn, thậm chí hôm nay là đóng ở mức giảm 6.5% khối lượng giao dịch của hai phiên bán gần đây. Chị để ý hai phiên bán gần đây khối lượng có dấu hiệu gia tăng. Do đó thì ngắn hạn ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa có cái điểm mua vào cho cổ phiếu này đâu anh chị, bởi vì là cái rủi ro mà cổ phiếu nó có điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới nó đang lớn dần khi mà hai phiên gần đây cổ phiếu đang bị biên bán họ đang hoàn toàn ở chiếm ưu thế. Còn nếu anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu Đạo Phú Mỹ này thì chúng ta có một cái vùng giá này này, giá 44 này này là cái vùng giá cuối cùng, nếu anh chị cân nhắc là cái vùng dừng lỗ này, cuối cùng chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra nếu mà nó vùng này nó bị vi phạm
còn mua vào quỹ đạo của Mỹ thì ngắn hạn Linh nghĩ rằng chưa có điểm mua cho cổ phiếu này đâu ạ. Dạ vâng, câu hỏi vừa rồi câu trả lời vừa rồi của anh Linh cũng đã kết thúc cái phần hỏi đáp của chương trình nhịp độ thị trường ngày mùng 3 tháng 11 ngày hôm nay ạ. Với những câu hỏi chưa giải đáp hoặc là các nhà đầu tư có những thắc mắc khác về những cái cơ hội đầu tư trên thị trường cũng như là nhận định về xu hướng của thị trường hay là diễn biến nhóm ngành cổ phiếu, em xin phép được để đường link của trung tâm tư vấn ở đây để các nhà đầu tư có thể tiện truy cập và tương tác với các chuyên gia ở trên trung tâm tư vấn nhằm giải đáp những cái thắc mắc cũng như những câu hỏi của mình qua cái đường link m.me/tư vấn VN Direct ở dưới đây ạ. Trước khi được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ những cái khóa học hiện tại của VN Direct. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây thì khóa thứ nhất em đã có giới thiệu qua là khóa đi trade, là giúp anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình, khả năng giao dịch tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn. Và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Thì em xin phép được để được link ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như tìm hiểu thêm về khóa học đi trade hiện tại của VN Direct. Ngoài ra thì VN Direct cũng đang có các khóa học khác với cả các chuyên gia. Cụ thể ở đây khóa thứ nhất là khóa Digo Life, là khóa giúp các nhà đầu tư hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân với mô hình tháp tài sản của VN Direct tùy theo định hướng cũng như là khả năng chịu đựng rủi ro hay là lợi suất mà nhà đầu tư muốn tìm kiếm đến. Thứ hai là khóa D-Stock, là cái khóa giúp nhà đầu tư có thể học thêm về cơ bản và giúp mình có thể hiểu được doanh nghiệp để tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Khóa thứ ba là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp, là giúp chúng ta có thể trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và đưa ra được cái quyết định đầu tư dựa trên những gì mà chúng ta tự thu thập thông tin được. Và khóa cuối cùng là khóa Digo Wealth, là khóa trang bị kiến thức giúp chúng ta có những công cụ quản lý tài chính và đưa ra được cái kế hoạch đầu tư một cách hệ thống ạ. Thì các anh chị có thể dùng điện thoại quét mã QR code ở bên tay phải màn hình để có thể tìm hiểu thêm về những khóa học hiện tại của VN Direct, có thể học trực tiếp về các chuyên gia. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.